7 kg. Thưa quý vị, trên sân khấu là phần dự thi của thí sinh Nguyễn Thị Minh Nguyệt, số báo danh 317, cô đến từ Hà Tĩnh. Cô cao 1m67, nặng 47 kg, số đo 3 vòng 85, 61 và 88. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thí sinh mang số báo danh 233, Nguyễn Lê Bảo Ngọc đến từ Nghệ An, với chiều cao 1m67, cân nặng 50 kg, số đo 3 vòng. Phần giải Hạ Thị Thu Ngân, số báo danh 325, cô đến từ thành phố biển Nha Trang, cao 1m65, nặng 49 kg, số đo 3 vòng 85, 60 và 90. Và ngay lúc này chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thí sinh mang số báo danh 141, Trần Thị Ái Nhi, cô đến từ Quảng Nam, với chiều cao 1m65, cân nặng 47 kg, số đo 3 vòng 88, 63, 92. Với thí sinh Nguyễn Thế Liên Vi, số báo danh 604, cô đến từ thành phố Đà Nẵng, cao 1m65, nặng 48 kg, số đo 3 vòng 84, 59 và 93. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 259, Trần Nguyễn Mộng Nguyệt, cô đến từ Lâm Đồng, với chiều cao 1m65, cân nặng 51 kg, số đo 3 vòng 80, 59, 92. Đang gặp gỡ quý vị trên sân khấu là thí sinh Nguyễn Thị Kim Ngọc, số báo danh 104, cô đến từ Nghệ An, cao 1m65, nặng 50 kg, số đo 3 vòng 86, 68 và 94. Và giờ đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh mang số báo danh 241, Nguyễn Thị Thủy Tiên, cô đến từ Hà Tĩnh, với chiều cao 1m63, cân nặng 53 kg, số đo 3 vòng 83, 59, 90. Thưa quý vị, số báo danh 600 là thí sinh Nguyễn Ngọc Thảo Tuyền, cô đến từ Bắc Giang, cô cao 1m70, nặng 50 kg, số đo 3 vòng 80, 65 và 90. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thí sinh mang số báo danh 148, Văn Lê Như Tâm, cô đến từ Quảng Nam, với chiều cao 1m70, cân nặng 52 kg, số đo 3 vòng 84, 63, 94. Thưa quý vị, thí sinh Nguyễn Thị Tươi, cô đến từ. Thưa quý vị, Phan Lê Tâm Như, thí sinh Nguyễn Thị Tươi đến từ Bắc Giang, cao 1m70, nặng 55 kg, số đo 3 vòng 80, 78 và 90. Giờ đây xin mời quý vị cùng gặp gỡ với thí sinh mang số báo danh 204, Thạch Thị Cẩm Tố, cô đến từ Kiên Giang, với chiều cao 1m69, cân nặng 50 kg, số đo hình thể 82, 61, 95. Thưa quý vị, thí sinh Phạm Thị Huyền Trang, cô đến từ Quảng Bình, cao 1m68, nặng 56 kg, số đo vòng 85, 61 và 92. Và giờ phút này chúng tôi xin kính mời quý vị cùng gặp gỡ với thí sinh Phan Nguyệt Ngọc Trâm, số báo danh 609, đến từ Đà Nẵng, với chiều cao 1m73, cân nặng 49 kg, số đo 3 vòng 82, 60, 92. Và tại bước trên sân khấu là số báo danh 237, thí sinh Trần Thị Thu Thanh, cô đến từ Đắk Lắk, cao 1m70, nặng 49 kg, số đo 3 vòng 82, 60 và 94. Và ngay lúc này chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ với thí sinh mang số báo danh 137, Trần Thị Thủy Trang, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, với chiều cao 1m68, cân nặng 45 kg, số đo 3 vòng 84, 65, 88. Số 605 là thí sinh Phạm Bảo Huyền Trân, cô đến từ thành phố Đà Nẵng, cao 1m66, nặng 47 kg, số đo vòng 80 và 90. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thí sinh mang số báo danh 329, Văn Ngô Mỹ Huyên, đến từ Quảng Nam, với chiều cao 1m63, cân nặng 51 kg, số đo 3 vòng 78, 59, 92.
quý vị, tiếp theo sẽ là một thí sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, số báo danh 245, Hà Thu Uyên, cô cao 1m70, nặng 51kg, số là 3 vòng, 84, 65 và 90. Và giờ đây sẽ là phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 250, Nguyễn Thị Ý Viên đến từ Quảng Ngãi, với chiều cao 1m68, cân nặng 51kg, số là 3 vòng, 84, 63, 94. Thưa quý vị, trên sân khấu là thí sinh Nguyễn Lê Yến Vi, số báo danh 2529, cô đến từ Nha Trang, cao 1m70, nặng 51kg, số là 3 vòng, 83, 65 và 93. Đang gặp gỡ với tất cả quý vị là thí sinh mang số báo danh 243, Hoàng Thị Tường Vi đến từ Quảng Trị, với chiều cao 1m67, cân nặng 47kg, số là 3 vòng, 82, 58, 92. Thí sinh Đặng Thị Thanh Vân, số báo danh 112, cô đến từ Quảng Nam, cao 1m66, nặng 47kg, số là 3 vòng, 83, 72 và 91. Và mời quý vị cùng đến với phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 311, Phạm Trần Thảo Vi đến từ Đà Nẵng, với chiều cao 1m64, cân nặng 55kg, số là 3 vòng, 80, 62 và 90. Và chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 603, Bùi Thị Xuân Huyến đến từ Quảng Nam, với chiều cao 1m63, cân nặng 45kg, số là 3 vòng, 83, 69, 97. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thưa quý vị đến với phần thi trang phục bikini của thương hiệu áo tắm Cẩm Tuyên và cùng gặp gỡ 70 bông hoa xinh đẹp của Hoa hậu Việt Nam thời đại 2000.